Dạ vâng, xin kính chào tất cả anh em và các bác đã tiếp tục truy cập vào kênh YouTube của Minh Nhật Audio. Và hôm nay thì tiếp tục Minh Nhật Audio lên sóng cho anh em và các bác rất là nhiều những mẫu dây của Nhật anh em nhé. Từ những mẫu dây hoa sen hay là những mẫu dây 6 ly da V, Canon đực da V, hay là những mẫu dây đực cái, Canon cái da V, Canon đực da V. Thì trước khi vào cái nội dung chính ngày hôm nay thì em sẽ xin giới thiệu cho anh em và các bác đấy, cái lõi dây. Đấy thì dạo gần đây thì rất nhiều anh em và bác thì còn nhắn tin hỏi em là tại sao cái dây Nhật của bên em nghe nó lại sạch sẽ và nó cải thiện đáng kể cái giải cao như vậy, đúng không ạ? Đấy thì hôm nay sẽ làm riêng cái video bóc tách cho anh em nhìn cái lõi. Thì đầu tiên là cái dây bên em làm cho anh em và các bác là cái dây của Nhật anh em nhé. Dây bản Pro Theodier. Bản này thì nó là bản cũ của nó là Hitachi đây anh em. Nhưng mà tên gọi mới, cái tên gọi của mới thì nó sẽ là Pro Theodier. Đấy. Đây, em có thể nhìn chuẩn tín hiệu của Nhật luôn anh em nhé, 80C FTI Pro Theodier, lại dây của Nhật xịn luôn. Và anh em yên chí yên tâm. Đấy, hầu như là video nào thì em cũng nói là dây Pro và dây Hitachi thì nó là một. Thực chất thì nó đã đổi tên, Hitachi đã đổi tên thành Pro Theodier rồi. Đấy, nên là anh em yên chí yên tâm. Và cái thứ hai là cái giá thành. Cái giá thành khi mà bên em muốn anh em trải, nhiều anh em muốn trải nghiệm dây tốt nhưng mà chi phí của anh em muốn bỏ ra chỉ gọi là bình dân thôi, thì đây là một cái lựa chọn cực kỳ phù hợp cho anh em. Những cái bộ dây ở đây thì nó chỉ dao động từ 200 đến 250 nghìn đồng một bộ thôi anh em nhé. Đấy, nên là anh em yên chí yên tâm từ về cái giá thành. Thứ ba là về cái chất lượng dây, đã là dây bã Nhật thì nó lại cực kỳ bền bỉ rồi, nó y xỉ những cái bộ dàn dây, bộ dàn loa Nhật đấy anh em. Anh em thấy nó bền theo thời gian luôn, thì cái dây nó y xỉ như vậy, không bao giờ bị mục, không bao giờ bị gọi là bị ăn lõi, hầu như là không bao giờ bị ăn lõi. Anh em yên chí yên tâm nhé. Đây, anh em thể nhìn đây, đây là một cái dây bãi Nhật. Đầu tiên là cái dây tín hiệu thì chút lúc nào anh em cũng phải có một cái lớp chống nhiễu rồi, đúng không ạ? Nhiều anh em hay gọi là lớp giáp đấy. Đấy, lớp giáp. Đây lớp giáp này anh em này. Cái thứ hai là cái lớp lõi, bên trong cái dây này có tới 4 lõi anh em nhé. Có tới 4 lõi thì anh em biết dây nó xịn như nào rồi. Đây, em sẽ tuốt luôn cho anh em nhìn cái lõi dây của cái dây bản Hitachi này, bản Pro Hitachi nhé. Lõi của nó hầu như là lõi đồng mặt bạc. Đấy, em không hiểu sao mà người Nhật người ta làm những cái bộ dây rất là xịn, là người ta thiết kế ra những cái dây mà cái lõi nhìn khi mà tuốt ra nhìn bên trong nó còn như mới anh em nhé. Đây, anh nhìn này, lõi dây này. Mà đây là dây bãi 100%, được chưa? Bãi 100% anh em nhìn lõi này. Lõi đồng mặt bạc này thì khi anh em nghe chất âm nó sẽ sáng tiếng và nghe nó sẽ rất sạch sẽ. Đặc biệt là cái dây Nhật lõi đồng mặt bạc nghe nó sẽ cải thiện được cho anh cái giải trung âm và cái giải cao. Ngoài dây loa ra thì dây tín hiệu cũng chiếm đến 80% anh em nhé. Hầu như anh em phải cải thiện cả dây tín hiệu lẫn dây loa thì nó mới có thể thấy được. Đấy. Đây. Đấy. Thì đây là cái lõi của nó này anh em này. Mà dây đặc biệt nhất là dây rất là mềm. Đây rất là mềm anh em nhé. Đây, anh em nhìn cái bản dây rất là mềm này. Đấy, trên tay em đang làm một cái bản dây của thằng Pro Theodier, bản màu xám, 4 lõi anh em. Cái lõi thì vừa nãy em cũng vừa sâu cho anh em rồi, đúng không ạ? Đấy, đây là bản AV Hitachi kim cương. Đấy, dây Nhật và giác Nhật, giá chỉ dao động từ 250.000 đồng, được miễn phí vận chuyển cho anh em các bác, 250.000 anh em nhé. Hôm nay thì hầu như là chỉ có giá 250.000 thôi. Đấy, đây bản kim cương này. Trước em có cả bản thường nữa, bản thường của nó thì giá là 220.000. Nhưng bản thường thì bây giờ em vẫn còn, anh em là cần bản thường thì em vẫn còn nhá. Đấy, cái bản kim cương này thì chắc nó đẹp hơn, xịn hơn. Thực chất thì chất lượng của nó như nhau, vì nó đều là cùng một hãng. Đấy, Hitachi, dây Nhật, rất Nhật xịn. Đây, dây Canon đực cái đây anh em này. Canon đực cái bản kim cương. Canon đực ra Canon cái. Đấy, để anh em cắm từ vang xuống đây. Đây. Đấy, giá cũng là 250.000 đồng một bộ. Canon được cái bản xám của Nhật anh em nhé. Đấy, tất cả chân đều là chân đồng hết. Đấy. Chứ anh em nhiều anh em mua ở ngoài toàn chân trắng bạch, chân nhôm thì anh em chơi gì, đúng không ạ? Anh em mới chọn lựa những cái chân vàng này cho em. Nó phải chất lượng như thế này. Đấy. Rồi tiếp theo đến là những bộ dây Canon đực da V, Canon cái da V. Canon đực da V thì thường anh em sẽ cắm từ lọc xuống vang, hoặc là anh em cắm từ mic xuống vang.
Đấy, thì đây. Rắc đực là rắc sẽ có chân như này anh em nhé. Và rắc cái da V là rắc sẽ có nút bấm như này. Đấy, anh em lưu ý cho em. Vì rất nhiều anh em đang bị nhầm cái rắc như này, nhiều anh em đặt hàng. Đấy, đây rắc cái đây anh em này. Rắc cái da V để anh em cắm từ vang xuống âm ly là rắc có chân bấm và nó có lỗ ở trên anh em nhé. Nó có lỗ và nó có chân bấm gọi là rắc cái. Còn rắc đực là rắc có chân. Đấy, rắc đực và rắc cái. Canon đực da V giá 250 và Canon cái da V giá cũng là 250, bản kim cương màu xám. Đấy, anh em ưng mẫu sản phẩm nào cứ chụp ảnh đại màn hình gửi trực tiếp qua Zalo cho em nhé. Đấy, vì nhiều lúc rất là nhiều mẫu như này, ví dụ anh em và các bác cần những cặp 6 ly da Canon cái chẳng hạn này. Đấy, 6 ly vuông Canon cái này. Đấy, bản này thì rất nhiều anh em mua về để cắm mic hoặc cắm từ mic xuống vang hoặc là từ mic mixer xuống vang cũng có luôn. Đấy, để anh em lấy đường mic. Dây Nhật thì nó đã hát quá sạch rồi. Giờ này anh em làm dây mic dây Nhật thì nó tuyệt vời luôn. Canon cái anh em nhé, 6 ly da Canon cái giá là 350.000 đồng một bộ, dài 1 mét như thế này. Đấy, hay là bộ AV ra 6 ly vuông. Đấy, bản này cũng là 350 này. Anh em nào cần dài hơn nhá, anh em nào cần 1 mét hay là 2 mét hay là 1 mét rưỡi. Đấy, anh em cần dài ngắn như nào thì cứ nhắn tin riêng cho em. Nè, AV ra 6 ly vuông giá là 350.000 đồng. Đấy, cứ dính đến 6 ly thì giá nó sẽ nhỉnh hơn. Đấy, như là dây này thì không có 6 ly này thì là 250 này. 250, 350 và 350. Đấy, hay là những bộ dây hai đầu 6 ly vuông chẳng hạn để anh em cắm từ mic không dây xuống vang. Đấy, giá cũng là 250.000 đồng một sợi. Đấy, 250.000 đồng một sợi anh em nhé. Một sợi vì cái đầu rắc con này của nó quá xịn đi. Đầu rắc vuông này quá xịn. Rất phù hợp cho anh em và bác nào cắm trong kệ, cắm trong hốc, cắm trong tủ. Đấy, thì nó sẽ tiết kiệm được cái diện tích của anh em. Còn anh em và bác nào mà muốn cắm thẳng thì em cũng có cắm thẳng. Đây, rắc cắm thẳng này. Đây là rắc stereo anh em nhé. Em có hai loại rắc mono và rắc stereo. Rắc stereo này thì nó sẽ đắt hơn 50.000 đồng. Như giữa bộ này thì có mức giá là 300.000 đồng một sợi. Đấy, miễn phí vận chuyển. Tất cả giá hôm nay em báo cho anh em thì đều miễn phí ship hết anh em nhé. Tất cả miễn phí ship hết. Đấy, hay là dây súp này anh em này. Dây súp cắm từ vang ra súp điện. Đấy, còn anh em mà các bác nào cắm từ âm ly ra súp điện thì đổi, chỉ cần đổi đầu này thành đổi đầu AV thôi là được anh em nhé. Em cũng có luôn. Đấy, Canon cái ra 2AV để anh em cắm dùng súp điện dài 2m này. Giá là 250 này. Đấy, anh em và bác nào cần dài hơn, cần tầm 3m, 4m thì nhắn tin trực tiếp cho em. Hay là cần cắm từ âm ly ra thì nhắn tin qua em cho em qua số điện thoại ở ngay trên màn hình nhé. Minh Nhật Audio và kèm theo số điện thoại. Đấy, giá thì em đã vừa báo cụ thể và chi tiết từng mẫu một. Anh em nào quan tâm mẫu sản phẩm nào nhắn tin trực tiếp cho em qua số điện thoại hoặc gọi điện trực tiếp qua số điện thoại ngay trên màn hình nhé. Cảm ơn tất cả anh em và các bác đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh em và các bác trong các video tiếp theo.